bạn nha. Nóng quá bạn. Wow. Bạn nghe thêm cái nữa. Rồi, hello mấy em, hôm nay cô ba ăn mút ban nha. Cô ba làm hai con gà nha. Nướng lá sen nhưng mà cô ba ốp với mắc khén với hạt dỗi nha. Chỉ chút xíu hạt nêm nhẹ nhẹ thôi. Lát chấm với nước chấm ăn mút ban cho mấy em nha. Chưa mấy chị ơi, phui ra thử rồi. Bạn nghe luôn hả? Vị chín rồi phải không? Con này con thứ hai, con này con bự hơn nha mấy chị. Wow. Ui. Thật cái thật lương gà vậy mình hả? Rồi mời mấy bạn ăn cơm với gà nướng nha. Đây cơm nhẹ. Uống miếng revive cho nó lên bốc hơi nha mấy má. Đó, nước chấm thần thánh, dưa chua làm mà tới giờ nè. Gà thơm mấy má ơi. Mẫu ra nha. Hôm nay tôi để cái gì? Lá hành với lá chanh vô cho nó thơm nha. Đó, thêm táo độc nữa. Wow, xuất sắc cho mấy chị. Có trứng gà này, có trứng nữa nha mấy má, gà mái đang đẻ. Ai, trứng đây. Thơm quá. Mình đâm hạt bắc khén với hạt dỗi vô á, mình nướng. Nướng sơ sơ, nêm sơ sơ. Mình lấy chất ngọt tinh tí của con gà mình ăn nha mấy bạn. Mời. Nhà hết bao tay rồi nha. Hết ăn là từ của tôi tiệt trùng vậy mấy em. Thơm quá. Ăn kiểu giống con chia nha, bóc chấm vô. Ngon. Gà nhà. Nói cho tao đọc, cho tao đọc nè. Củ cây trắng. Mời. Gà nó cứng tuổi mấy em. Gà nó hơi cứng tuổi hả nghe. Dài kéo ra sợi sợi. Dạ. Nó ăn da mặt lắm đó chị. Hả? Da càng thêm miếng thịt nữa. Bóc cho miếng cơm nữa. Cái này gì thắc quên mất tiêu. Ai cho trường. Cho trường nè. Mơ mở gì ngon lắm mấy bạn.
Bye bye nha.